Biên tập viên Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn vào 16:30 thứ bảy hàng tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp với Sở Y tế Nghệ An. Chương trình được phát trực tiếp trên sóng truyền hình NTV và trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1. Chương trình được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Sức khỏe của bạn tuần trước, chúng tôi đã cung cấp một số thông tin và tư vấn về cách phòng và điều trị bệnh sởi. Tuy nhiên, do dịch sởi vẫn đang tiếp diễn và dư luận tiếp tục quan tâm, lo lắng về thực trạng này, nên trong chương trình Sức khỏe của bạn tuần này, chúng tôi sẽ tiếp tục giải đáp những thắc mắc của quý vị và các bạn về chủ đề phòng và điều trị bệnh sởi. Và hai vị khách mời sẽ đồng hành cùng chúng ta trong chương trình hôm nay xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, và bác sĩ Nguyễn Văn Sơn, trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Xin chào bác sĩ Nguyễn Xuân Hồng và bác sĩ Nguyễn Văn Sơn ạ. Chào phóng viên Hương Giang và kính chào quý vị thính khán giả. Mọi thắc mắc của quý vị về phòng và điều trị bệnh sởi hãy gọi trực tiếp về số điện thoại 0386262999. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình 0386262999. Xin được trao đổi với bác sĩ Nguyễn Xuân Hồng và bác sĩ Nguyễn Văn Sơn một số thông tin cơ bản. Trước hết là bác sĩ Nguyễn Xuân Hồng có thể cho biết là tình hình dịch sởi ở Nghệ An hiện nay như thế nào? Vâng, về tình hình dịch sởi ở Nghệ An hiện nay, về số lượng người mắc cộng dồn từ đầu năm đến nay thì như vậy chúng ta đã có 277 là trường hợp sốt phát ban nghi do sởi. Trong đó thì có 39 trường hợp là xét nghiệm dương tính với virus sởi. Và cái số đối tượng mắc thì nó rải ra trên 17 huyện thành thị nhưng tập trung nhiều ở thành phố Vinh. Và đến nay thì có 4 trường hợp là tử vong có liên quan đến sởi. Và 162 bệnh nhân đã điều trị khỏi ra viện. Hiện còn 100 bệnh nhân đang điều trị ở các cơ sở y tế và có 6 bệnh nhân đang điều trị tại cộng đồng. Thì hiện nay ở tại Bệnh viện Nhi Nghệ An là cái nơi mà 2 tuần nay thì cái số bệnh nhân tương đối tăng, thì đang còn hiện tại đang còn 52 bệnh nhân điều trị, trong đó là có 38 bệnh nhân là người Nghệ An và 14 bệnh nhân cùng Hà Tĩnh và một số tỉnh khác. Vâng ạ. Và trong 2 tuần gần đây thì số bệnh nhân là có cái chiều hướng tăng nhiều so với là 4 tháng đầu năm. Vâng ạ. Cụ thể thì tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, việc tiếp nhận và điều trị cho các cháu mắc bệnh sởi thì có gì khả quan hơn so với tuần trước không ạ, thưa bác sĩ Sơn? Thưa quý vị đại biểu và quý vị khán giả, như phóng sự rứa cách đây 1-2 tuần rồi thì số lượng bệnh nhân vào khoa truyền nhiễm cũng như khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An rất là đông, và rất nhiều bệnh nhân trong đó đã nặng và chúng tôi cố gắng và điều trị. Hiện tại thì so với tuần trước thì số lượng bệnh nhân đó chúng tôi đã được vấn đề điều trị và vấn đề được tốt hơn. Thì hiện tại thì có hơn 53 trẻ đã điều trị ở khoa điều trị tích cực cũng như khoa truyền nhiễm. Số trẻ đó thì đã được giảm sốt, không phải thở oxy nữa. So với tuần trước thì hiện tại bây giờ thì được sự hỗ trợ của Ủy ban nhân tỉnh cũng như quan tâm của Sở Y tế đã cung cấp chúng tôi số lượng như máy móc, như phương tiện, dụng cụ thở men hiện tại đủ đáp ứng và khống chế được các bệnh nhân bị sởi và có biến chứng viêm phổi nặng cũng như bệnh nhân viêm não. Nói tóm lại thì nếu như bệnh nhân hiện tại bây giờ số lượng bệnh nhân đông thì khả năng kiểm soát được dịch ở Bệnh viện Sản Nhi chúng tôi làm hoàn toàn chủ động trong mọi vấn đề điều trị phòng chống dịch sởi. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Liên quan đến vấn đề hỗ trợ cho các cơ sở y tế để điều trị cho bệnh nhân thì tôi xin hỏi bác sĩ Nguyễn Xuân Hồng là Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị cho Bộ Y tế tập trung phòng chống dịch sởi. Vậy thì cụ thể tại tỉnh ta công tác phòng chống dịch thời gian qua được triển khai như thế nào ạ, thưa bác sĩ? Có thể nói về công tác chỉ đạo của Sở Y tế và Ủy ban tỉnh Nghệ An về công tác phòng chống dịch sởi. Từ tháng 11 năm 2013 thì chúng ta đã chủ động. Và từ đó đến nay thì như vậy là Sở Y tế và Ủy ban tỉnh đã ban hành trên 10 cái văn bản là cần thiết. Và từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 15 tháng 5 thì Sở Y tế mở một cái chiến dịch tiêm vaccine phòng sởi và tiêm vét vaccine phòng sởi cho các đối tượng trong cái độ tuổi từ 9 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi. Tuy nhiên do diễn biến của dịch có xu hướng tăng thì Sở Y tế đã chỉ đạo là rút ngắn cái thời gian chiến dịch và tất cả các đơn vị phải triển khai trong trước 30 tháng 4. Đến nay tại 21 huyện thành thị thì cơ bản là các huyện đã hoàn thành kế hoạch. Còn ở có huyện Quỳnh Lưu
thì kế hoạch là sẽ tiến hành từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 tháng 5. Nhưng mà sở cũng đã chỉ đạo và ngày hôm qua hôm nay thì đã thực hiện nhiệm vụ ở ngoài kia. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và trong 2 tuần nay, vùng phụ cận thì dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế và Ủy ban tỉnh thì ngành đã khẩn trương tiến hành một số cái biện pháp, đó là tổ chức cái cách ly, phân luồng điều trị trong khám chữa bệnh và tổ chức cách ly trong công tác điều trị. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn vào 16:30 thứ bảy hàng tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trực tiếp trên sóng truyền hình NTV và trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1. Hãy gọi trực tiếp về số điện thoại 0386262999 để nêu những thắc mắc của quý vị về chủ đề phòng và điều trị bệnh sởi. Trong mục trả lời thư khán thính giả, chúng tôi xin được nêu một số câu hỏi như sau. Câu hỏi đầu tiên là của chị Phạm Thúy Hồng ở địa chỉ Facebook Phạm Thúy Hồng hỏi: nếu dịch sởi bùng phát như Hà Nội thì y tế Nghệ An có phương án chuẩn bị gì chưa? Về máy thở, thuốc, bệnh viện như Nghệ An có khả năng tiếp nhận bao nhiêu cháu trong khi vẫn phải duy trì khám chữa bệnh các khoa khác ạ? Xin mời bác sĩ Hồng giải đáp cho chị Hồng. Vâng, chào chị. Trong cái trường hợp mà dịch bùng phát tăng nhanh và số lượng người mắc tăng thì ngành y tế đã hoàn toàn chủ động và có phương án đối phó với dịch, sẵn sàng về đầy đủ cơ sở thuốc, rồi trang thiết bị cần thiết cũng như nhân lực để công tác là điều trị cũng như công tác phòng chống dịch. Ví dụ chúng ta có ngoài cái điều trị tại bệnh viện Sản Nhi thì toàn tỉnh còn có 42 cái bệnh viện công lập, ngoài công lập và 480 trạm y tế xã phường đủ điều kiện để thu dung và điều trị bệnh nhân. Nhưng mà Sở Y tế cũng khuyến cáo là bệnh sởi thông thường là trước đây mà không có biến chứng thì điều trị tại nhà, nhưng khi nặng hơn thì có thể là đến trạm y tế, và khi có biến chứng thì mới đến chuyển tuyến lên tuyến trên, chứ nhân dân không hoang mang và tập trung vượt tuyến chuyển lên bệnh viện nhi của tỉnh hoặc là chuyển vượt tuyến trung ương thì gây quá tải lên tuyến trên. Đồng thời trong khi mà đã bệnh nhân đông quá tải và trong cái vùng dịch thì cái điều kiện mà lây chéo là dễ mắc phải. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của anh Trần Mạnh Hùng ở địa chỉ trầnmạnhhùng6768@gmail.com. Xin bác sĩ cho biết bệnh sởi thường kéo dài trong bao lâu, cách điều trị và chăm sóc trẻ mắc bệnh sởi ạ? Xin mời bác sĩ Sơn. Bệnh sởi thì đấy là theo một quy luật chúng ta thường khám thấy là 4-5 năm một lần. Nhưng mà cái sởi đợt này thì nó cũng có nhiều trường hợp nó không theo một quy luật nhất định, nó không theo chỗ như cổ điển chúng ta đưa. Nhưng mà thường á, thì sởi bắt đầu từ lúc bị nhiễm sởi đến lúc có biểu hiện đầu tiên là 7-14 ngày. Có những trường hợp nó kéo dài đến 21-24 ngày. Từ lúc biểu hiện sốt đến lúc phát ban thì có thể kéo dài 2-4 ngày. Thì từ lúc phát ban đến lúc sởi bay á, thì có thể kéo dài từ 3-5 ngày. Trong cái giai đoạn này thì trẻ luôn luôn bị sốt cao và mệt mỏi. Nhưng mà từ lúc bị phát ban đến lúc mà sởi bay, mà sởi bay hết có thể kéo dài đến 2-3 tuần. Nhưng vì hậu quả sau đó nữa thì nó cái suy giảm miễn dịch của đứa trẻ thì kéo dài có thể nhiều tuần và nhiều tháng sau. Như vậy từ lúc cái đứa trẻ nó hết sốt mà đó có biểu hiện lâm sàng rầm rộ thì nó không có, nhưng cái biểu hiện mệt mỏi thì nó vẫn còn kéo dài, hoặc là thời gian ho thì có thể kéo dài đến 2-3 tuần sau. Vâng ạ. Câu hỏi tiếp theo của chị Nguyễn Tú Quỳnh, công tác tại Ngân hàng Đông Á chi nhánh Nghệ An. Em cũng có một thắc mắc là tại thời điểm này ồ ạt đi tiêm phòng sởi có phải là lúc hợp lý không? Vì chất lượng vaccine hiện nay có nhiều bé khi tiêm xong bị nhiễm sởi thể nhẹ và nếu nặng hoặc biến chứng cũng có thể gây tử vong. Chưa kể các nơi tiêm phòng là những nơi rất đông người, có thể có người mang mầm bệnh sởi và cũng có thể là nguyên nhân gây bệnh. Xin mời bác sĩ Hồng tư vấn cho chị Quỳnh về vấn đề này. Vâng. Về cái chất lượng vaccine thì chị Quỳnh và mọi người có thể yên tâm, vì sởi, vaccine phòng sởi thì thông thường là ít có biến chứng và an toàn. Nhưng sau khi tiêm thì thường 2-3 tuần thì cơ thể mới hình thành cái kháng thể và các cháu mới có miễn dịch. Vì thế đối với trẻ tiêm xong, mới tiêm xong thì vẫn có thể là mắc bệnh. Còn trong vụ dịch tập trung các cháu đông thì khả năng lấy chéo giữa các cháu, giữa cháu nhiễm bệnh và cháu lành là điều rất có thể.
Cho nên trong khi mà đưa các cháu đi tiêm hoặc là tiếp xúc ở nơi đông người thì các bậc phụ huynh, các bà mẹ cần cẩn trọng. Vâng, nhưng mà vẫn phải đi tiêm vào thời điểm này đúng không ạ? Vâng, ở thời điểm này thì Bộ Y tế và Sở Y tế vẫn khuyến cáo và tổ chức các điểm tiêm chủng trong cái vụ này. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Tôi muốn nói rằng là trong cái sởi á, thì theo như cái Bộ Y tế vừa mới nói đến đây, thì cái vaccine sởi nó rất là an toàn, rất tốt. Có thể sau lúc tiêm vaccine sởi nó có các cái biến chứng, nhưng biến chứng nó rất nhẹ, nhưng nó có biểu hiện sốt nhẹ. Hiện tại trong những năm vừa rồi kể cả các cái tiêm chủng khác, nhưng mà nếu như mình theo dõi mà phát hiện được kịp thời những cái biến chứng của nó thì chúng ta y tế cơ sở có thể xử lý được và không thể để lại cái biến chứng gì trong vấn đề tiêm phòng. Vâng, tức là thông tin của bác sĩ cung cấp là các bậc phụ huynh có thể yên tâm trong việc đưa con đi tiêm phòng sởi đúng không ạ? Vâng. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Chia sẻ tiếp theo là của một khán thính giả công tác tại Đại học Vinh ạ. Không biết thế nào chứ con em bị viêm phổi xuống viện Nhi Nghệ An điều trị và bị lây sởi tại bệnh viện rồi ạ. Bé được 16 tháng đã tiêm một mũi sởi, em lo quá. Cũng liên quan đến nội dung này thì một số mẹ cũng lo lắng. Một số bé bị lây chéo bệnh sởi khi đến bệnh viện điều trị bệnh khác do sức khỏe yếu, bệnh tiến triển nhanh, biến chứng phức tạp. Vậy ngành y tế có cách gì để hạn chế tình trạng lây chéo này? Xin bác sĩ Hồng có lời khuyên cho các bậc cha mẹ trước những cái lo lắng này đấy. Vâng, như đã trao đổi ở trên thì trong quá trình mà đưa trẻ đến khám chữa bệnh, tập trung nơi quá đông người, quá tải, trong khi mùa dịch đang xảy ra thì cái việc mà lây chéo là rất có thể gặp. Và trên thực tế ở một số bệnh viện trung ương và các viện tuyến dưới thì cái việc này đã có gặp là cái trường hợp lây chéo. Trên về phía Sở Y tế chúng tôi thì cũng đã chỉ đạo tổ chức cái phân luồng, phân khu điều trị, cụ thể như ở tại bệnh viện Nhi Nghệ An thì như vậy là cái khoa truyền nhiễm hiện nay là dành cho tất cả các bệnh nhân sởi còn đến khám và điều trị, còn các bệnh nhân khác thì đã có chuyển lên một khu vực khác để tránh cái lây chéo trường hợp này. Và khi đã quá tải quá đông thì là trong cái phân tuyến thì không những là ở tại bệnh viện Nhi mà đối với tất cả các cơ sở y tế là bệnh công lập, ngoài công lập và các trạm y tế thì chúng tôi đã chỉ đạo và quản trị cái tinh thần này. Vâng ạ. Liên quan đến vấn đề này thì chúng tôi cũng rất muốn biết ý kiến của bác sĩ Sơn ạ. Hiện tại bây giờ thì chúng ta đừng có nên quá lo lắng vì bệnh sởi, bởi vì trong khi ta gọi là dịch với rất nhiều những trẻ bị mắc như thế này rồi thì chúng ta khuyên cả các ông bố ba mẹ chúng ta nên phải bình tĩnh để chúng ta xử trí được vấn đề con của mình để bị sởi. Nhưng chúng ta đã biết sởi là không phải điều trị nó cũng khỏi. Sởi chúng ta chỉ điều trị cả cái triệu chứng, ví dụ sốt cao thì chúng ta chỉ dùng hạ sốt paracetamol, nếu như có ho chúng ta dùng thuốc ho, nếu có biểu hiện nhiễm trùng thì chúng ta có thể dùng kháng sinh. Chứ không phải tất cả những trẻ và chúng ta phải đưa đến các cái bệnh viện, ví dụ bệnh viện tỉnh hoặc bệnh viện trung ương. Sởi có thể điều trị tại y tế cơ sở, được sự theo dõi chăm sóc chặt chẽ của cái gia đình cũng như cán bộ y tế cơ sở. Chỉ trừ trường hợp cái sởi có biến chứng thì phải đưa lên tuyến y tế cao hơn, ví dụ tuyến huyện, tuyến tỉnh. Thì còn sởi là chúng ta biết rằng là sởi nó tự khỏi. Nhưng tôi muốn khuyên rằng là tất cả các cái người bị sởi, các cái ông bố bà mẹ không nên hoang mang đưa con đi uống rất nhiều thứ thuốc. Đặc biệt hiện tại bây giờ sử dụng các thuốc corticoid ấy, trong đó có dexamethasone, solumedrol, một trẻ chưa lông thì chúng ta không nên dùng, tuyệt đối cấm cái nó. Như chúng tôi đã biết trong cái đợt vừa rồi có rất nhiều đứa trẻ bị sởi mà có biến chứng nặng, bởi vì trước đó có thể là bị sốt, bị ho mà không phát hiện được bị sởi thì chúng ta dùng các cái thuốc có cái corticoid như vậy thì làm cho sức đề kháng của đứa trẻ nó sẽ kém đi, làm cho sởi sau này có thể bị mắc sởi và bệnh có thể tiến nặng thêm. Nhưng mà liên quan đến cái việc lây chéo ấy, tức là có những ông bố bà mẹ là lo lắng là con mình ví dụ bị viêm phổi thì xuống bệnh viện điều trị thì có thể bị lây sởi, thì bác sĩ có lời khuyên không? Cái đó là điều đương nhiên thôi, nhưng mà chúng tôi khuyên rằng là chúng tôi mới nói đấy, chúng ta không nên tập trung ở chỗ đông người, vì chúng ta chỉ sốt ho đến nhẹ thì chúng ta chỉ đến y tế cơ sở gần đó nhất chúng ta khám thôi. Vâng. Nếu trừ trường hợp có cái viêm phổi nặng như thế nào chúng tôi mới đi lên tuyến trên, chứ còn trừ trường hợp chúng ta vừa nghe sốt ho vừa rồi loạn tiêu hóa cái là đi trung ương, đi lên tỉnh thì chúng tôi khuyên rằng điều đó không nên. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi xin được nêu câu hỏi của chị Trần Hoàng Nga ở Hưng Nguyên. Tiêm phòng sởi thì có tác dụng như thế nào? Tại sao lại phải tiêm hai liều vaccine sởi? Miễn dịch sau tiêm vaccine sởi có bền vững suốt đời không? Và vaccine thì có tác dụng phòng bệnh khi đã tiếp xúc với virus sởi không ạ? Câu hỏi này xin mời bác sĩ Hồng trả lời.
Vâng, về tiêm vaccine phòng sởi thì có tác dụng tạo kháng thể và tạo miễn dịch với virus sởi. Thông thường thì theo cái khuyến cáo của chương trình tiêm chủng mở rộng thì cháu 9 tháng tuổi thì chúng ta tiến hành tiêm mũi thứ nhất và 18 tháng tuổi thì tiến hành tiêm mũi thứ hai. Và khi đã tiến hành 9 tháng tuổi tiêm mũi thứ nhất thì khoảng 85% là số trẻ thì sẽ được bảo vệ có miễn dịch. Như vậy là còn lại khoảng 15% thì chưa đáp ứng với miễn dịch. Cho nên vì thế thì sau 12 tháng tuổi thì khuyến cáo là tổ chức tiêm cái mũi thứ hai đầy đủ các cháu để có một cái nâng cái khả năng bảo vệ lên mức 95%. Còn miễn dịch sau tiêm vaccine phòng sởi thì như vậy là có miễn dịch bền vững suốt đời. Và vaccine thì có thể phòng bệnh nếu là tiêm trong vòng vaccine có thể là phòng bệnh nếu là tiêm trong vòng 72 giờ là kể từ khi tiếp xúc, và trong vòng 6 ngày khi mà tiếp xúc đầu tiên mà có cái tiêm sởi thì sau đó các cái biến chứng của sởi cũng sẽ giảm. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Chị Nguyễn Khánh Ly ở phường Trường Thi, thành phố Vinh hỏi: có thể gặp những tác dụng phụ gì khi tiêm vaccine sởi, và phụ nữ đang cho con bú có thể tiêm vaccine sởi không? Mẹ tiêm phòng sởi thì con có miễn dịch không ạ? Câu hỏi này xin mời bác sĩ Sơn trả lời. Tiêm phòng sởi là chỉ là biện pháp duy nhất để phòng được bệnh sởi. Mà nếu như người phụ nữ mang thai ấy, thì hoặc là cho con bú tiêm phòng sởi cũng là rất tốt. Chúng ta biết rằng có những người mà chưa có miễn dịch mà tiếp xúc với sởi là khả năng sẽ mắc sởi rất cao, kể cả người lớn của chúng ta. Nếu người mẹ được tiêm phòng sởi thì có thể đứa con đó cũng được cái mang cái miễn dịch phòng được bệnh sởi, bởi vì cái kháng thể đó nó truyền qua sữa mẹ, mà con bú sữa mẹ có thể phòng được bệnh sởi. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với chị Mai, 30 tuổi ở Hà Tĩnh ạ. Xin chào chị Mai ạ. Alo, chào chương trình và chương trình ạ. Vâng. Chị cho hỏi là con em bây giờ được 2 tuổi, bệnh dịch đang lây lan như vậy thì vẫn có thể tiêm phòng được không ạ chị? Có thể tiêm phòng được không hả bác sĩ? Bác sĩ nghe còn rõ. À, khi mà bé đang 2 tuổi rưỡi phải không ạ? Dạ. Vì xung quanh nhà em có mấy con, mấy nhà trẻ đang bị bệnh dịch ạ. Bây giờ trong cái giai đoạn mà cháu 2 tuổi rưỡi chưa được tiêm đủ 2 cái mũi vaccine phòng sởi thì cái lời khuyến cáo của y tế là phải khẩn trương đưa cháu đến tiêm. Tất nhiên khi mà cháu đến trước lúc tiêm thì được khám sàng lọc, mà khi sức khỏe đảm bảo đủ điều kiện thì sẽ được tiêm mũi 1. Và sau đó thì khi đủ là ít nhất là cách 1 tháng sau thì có thể là tiêm được mũi 2. Dạ. Chị còn thắc mắc gì nữa không ạ? Dạ, thì em hỏi là con em bây giờ đang bị hen suyễn ạ. Thì nếu như mà tiêm xong bệnh sởi thì con thử gì không hả bác sĩ? Chị nói lại rõ chị hơn. Chị nhắc lại đi ạ, con chị đang bị gì ạ? Bệnh khó thở ấy ạ. Bệnh khó thở ạ. Vâng ạ. Như vậy bây giờ cháu mà có ho hoặc là có khó thở thì có thể là cháu đang mắc bệnh. Nếu mà khi mà cháu đang mắc bệnh thì khi khám sàng lọc thì thường là các bác sĩ ở tại trạm y tế là khuyên khi về điều trị và khi sức khỏe của cháu bình phục đủ điều kiện thì nên tiếp tục tiêm cho cháu. Còn lúc cháu đang ổn thì không nên tiêm. Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ ạ và cảm ơn chị đã gọi điện về cho chương trình ạ. À, anh Hoàng Văn Nam ở Đô Lương hỏi: nghe nói có dịch sởi là các cha mẹ ồ ạt đưa con đi tiêm phòng. Xin hỏi Sở Y tế có chuẩn bị đủ vaccine để tiêm phòng cho các cháu không? Và ở các huyện như Đô Lương thì tiêm phòng cho các cháu ở đâu và vaccine có cấp đủ và đảm bảo chất lượng không ạ? Xin mời bác sĩ Hồng tư vấn. Về vaccine tiêm phòng thì như vậy là hàng tháng thì cái tiêm trong định kỳ, trong chương trình thì như vậy khi nào cái lượng vaccine là cũng đảm bảo cho các cháu. Nghĩa là khi có cái thông tin truyền thông thì các bậc cha mẹ để đưa trẻ đến các trạm y tế thì sẽ khám sàng lọc và sẽ được tiêm. Tất nhiên trong những cái ngoài những ngày tổ chức mà tiêm của chiến dịch thì cái tiêm dịch vụ thì đối với những cái trẻ mà ngoài cái độ tuổi là 9 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi thì có thể đến các trung tâm y tế, như ở Đô Lương thì đến trung tâm y tế Đô Lương để được khám kiểm tra, và khi đủ điều kiện thì có thể tiêm dịch vụ vaccine phòng chống sởi. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Và chúng tôi xin được tiếp tục kết nối với chị Hiền, 40 tuổi ở Thanh Chương ạ. Xin chào chị Hiền ạ. Vâng. À, chị Hiền ơi, chị có câu hỏi gì thắc mắc về phòng và điều trị bệnh sởi chị trao đổi đi ạ. Chị muốn hỏi là
con chị là đợt tiêm một lần được một mũi thôi, nhưng mà đến khi tiêm mũi thứ hai thì là cháu bị ốm, là đứa đệm thì mình không được giảm tiêm ấy, thì là mũi thứ hai mình không tiêm được. Thì là vừa rồi thì chị cháu vẫn bị là sốt rất là nhẹ thôi, thì chị ở nhà chị điều trị, thứ nhất là giữ rõ cho cháu, thứ hai là mình để cháu ở trong nhà cho ăn thêm cả cái chất đến cả cái chất mát mẻ này, cho cháu nó lên, nhưng mà nó lên nhẹ trong hai ngày là nó mất hẳn luôn. Thì muốn hỏi bác sĩ là chẳng thử là cháu tiêm mới được một mũi, gọi là thứ hai là bị rồi, thì có nên tiêm mũi nữa không? Câu hỏi này xin mời bác sĩ Sơn. Như chị nói đó thì con chị khả năng là đợt này không phải bị sởi, vì sởi không thể hai ngày mà nó khỏi được. Cho nên khuyên chị. Chị muốn hỏi là đấy, vì là đấy sởi là nó ủ lên là ba ngày, tức là cháu nặng nhẹ rồi đấy, nhưng mà thì vẫn cứ để thế, chứ không có chỉ cho uống mấy cái thứ lạ mặt thế thôi. Xong rồi là nó lên rồi nó chân xong là lên, nó lên mông xong là lên lưng, là nó lên dày như là rốm rốm nhỏ, xong là nó lên mặt lên đầy đủ mà đúng là sởi, chứ không thể nói sai được. Vâng, thế chị ạ. Nếu như chị nên nghe bác sĩ tư vấn. Chị nói đấy. Vâng, cảm ơn chị. Đúng rồi, chị nói là đúng đó. Thôi rồi, vâng ạ. Chị ơi, chị có nghe bác sĩ tư vấn không ạ? Chị nghe được không ạ? Chị có nghe bác sĩ sởi, nếu đã bị mắc sởi rồi thì không cần phải tiêm phòng nữa. Đó, đồng bằng. Vâng, miễn chị trình diễn. Tức là con chị là đúng. Con chị đã bị sởi rồi thì không phải tiêm nữa. Vâng. Các trường hợp đã tiêm mũi một rồi lại nó mắc sởi, như vậy là cháu có miễn dịch bền vững, vâng, không cần tiêm nữa. Vâng, chị ơi, theo như bác sĩ tư vấn thì là con chị đã tiêm phòng sởi một lần và bây giờ thì cháu đã bị sởi rồi, thì cháu là miễn dịch với sởi, chị không cần phải tiêm mũi hai nữa đâu ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã gọi điện về cho chương trình ạ. Cảm ơn bác sĩ đã tư vấn. Chúng tôi xin được nêu câu hỏi của chị Tạ Khánh An ở phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Con em đang bị ho thì có tiêm phòng sởi được không thưa bác sĩ ạ? Con đang bị ho thì khả năng vẫn có tiêm được, chỉ trừ trường hợp nó sốt thôi. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Anh Trần Mạnh Hùng ở Tân Kỳ hỏi, làm thế nào để tránh lây lan bệnh sởi, cách phòng bệnh cho trẻ đang ở độ tuổi đi nhà trẻ ạ? Xin mời bác sĩ Hồng ạ. Cách phòng tránh lây sởi cho trẻ thì thứ nhất là cháu trong độ tuổi đi trẻ thì trong độ tuổi tiêm chủng. Mỗi cháu thì tốt nhất từ 9 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi phải tiêm đủ 2 mũi vaccine là biện pháp tốt nhất để phòng sởi. Còn đối với trường hợp cháu chưa tiêm đủ 2 mũi mà trong cái mùa dịch thì như vậy là hạn chế tiếp xúc cái nơi đông người, đặc biệt là tiếp xúc với các cái cháu đã mắc bệnh sởi. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và chúng tôi xin được tiếp tục kết nối với chị Hương, 38 tuổi ở thành phố Vinh ạ. Xin chào chị Hương ạ. Dạ, em chào chị ạ. Và chào bác sĩ ạ. Vâng. Chị cứ trao đổi trực tiếp câu hỏi của mình đi ạ. Dạ, em cho em hỏi là em năm nay 38 tuổi, hiện tại em đang mắc sởi. Nhưng mà cháu em, con của em là cháu đâu năm nay 14 tuổi. Nhưng khi nhỏ thì có tiêm phòng rồi, nhưng mà giờ đấy mẹ mắc sởi thì cô cần thiết phải đi tiêm phòng cho con không ạ? Vâng ạ, câu hỏi này bác sĩ Hồng sẽ trả lời. Vâng, như vậy là sởi thì ai cũng có thể mắc nếu như người đó là chưa có cái miễn dịch. Đối với chị 38 tuổi mắc là cũng trường hợp hơi hiếm gặp. Yeah. Nhưng mà đối với cháu 14 tuổi trước đây mà chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng sởi, nếu như cháu mới tiêm 1 mũi thì bây giờ cũng là trong cái điều kiện như thế này là khuyến cáo cũng nên tiêm đủ 2 mũi. Yeah. Vâng. Nhưng mà liên quan đến vấn đề này thì ví dụ như là nếu cháu chưa tiêm đủ mà mẹ cháu đang mắc sởi thì liệu cháu có thể lây không, và trong trường hợp này thì cháu có nên đi tiêm phòng ngay không? Trong trường hợp này là y tế khuyến cáo cháu vẫn đi tiêm phòng ngay, bởi vì cháu chưa có một triệu chứng lâm sàng gì. Trong trường hợp có thể cái tiếp xúc đầu tiên mà trong vòng 72 tiếng đồng hồ rồi tiếp xúc mà cháu tiêm thì cơ thể cháu vẫn được bảo vệ. Và cũng như trước đây tôi nói là nếu từ ngày tiếp xúc đầu tiên mà trong 6 ngày thì mà cháu tổ chức được tiêm vaccine thì sau khi nếu cháu bị thì cái trường hợp mắc cũng sẽ nhẹ hơn, ít biến chứng và cũng không khó sự lây nhiễm tiếp. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi xin được nêu câu hỏi của chị Hoàng Hà ở phường Hưng Bình, thành phố Vinh.
Hiện nay trên mạng tràn lan các thông tin về các bài thuốc dân gian chữa bệnh sởi. Xin bác sĩ cho lời khuyên là khi trẻ mắc bệnh sởi thì có nên áp dụng các bài thuốc nam không ạ? Xin mời bác sĩ Sơn tư vấn. Đối với người trẻ thì đối với tiêm uống thuốc nam nó rất khó, bởi vì uống thuốc nam với một số lượng lớn. Như lúc chúng ta đã biết rồi, đứa trẻ nó sốt thì uống viên paracetamol rất nhỏ mà nó khó uống. Chứ còn muốn uống thuốc nam với số lượng rất là lớn, đứa trẻ rất là khó uống. Cạnh đó thì trong lúc sởi thì đứa trẻ nó mệt mỏi, vấn đề chăm sóc là vấn đề quan trọng. Thuốc nam là chỉ dùng cho người lớn, chứ còn cả cái nghiên cứu ở trẻ nhỏ thì hiện tại chưa có. Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa bác sĩ Nguyễn Xuân Hồng ạ, trước những lo lắng của nhân dân về tình hình bệnh sởi bùng phát và có những cái diễn biến phức tạp như hiện nay thì bác sĩ có lời khuyên nào trong nỗ lực phòng chống bệnh sởi không ạ? Xin bác sĩ. Trong cái bối cảnh này thì trước hết là khuyên chúng ta hãy bình tĩnh và chủ động phối hợp tốt với cán bộ y tế của các cấp để phát hiện, chẩn đoán và điều trị sớm cho tất cả các trường hợp mắc bệnh, và thực hiện tốt cái công tác cách ly, không đưa bệnh nhân đến cái nơi đông người và hạn chế cái tập trung đông trẻ ở trong cái vùng dịch để hạn chế cái trường hợp lây chéo, và cũng không nên đưa trẻ đi khám chữa bệnh vượt tuyến, đi lên tuyến trên rồi là cũng lúc chưa cần thiết để là gây cái quá tải ở tuyến trên và có lúc lời bất cập hại. Chưa hẳn là con mình mắc sởi và lúc đến khám rồi có thể là quá trình đó sẽ bị lây chéo. Và một lời khuyên nữa là phải thực hiện tốt vệ sinh, trong đó là vệ sinh răng miệng, vệ sinh thân thể cho các cháu, và cái nơi ở là phải thoáng mát, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, và cái điều khuyên cuối cùng là thực hiện tiêm đủ 2 mũi vaccine cho trẻ. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và chúng tôi xin được kết nối với anh Minh ở phường Bến Thủy, thành phố Vinh. Xin chào anh Minh ạ. Chào chị ạ. Vâng ạ. Anh ơi, anh trao đổi những cái thắc mắc của mình đi ạ. Chị ơi, làm ơn cháu hỏi về em có cháu vừa rồi bị cảm sốt mà tiêm 11 là 18 tháng rồi, con mùi hái đợt vừa rồi đấy bị sốt thì không tiêm được, thì cho em hỏi cho đó. Giờ cháu là quả hà mới 5 tháng ấy tiêm 6 cái cảm sóng đi tiêm có ảnh hưởng như nào không chị? Vâng ạ. Xin mời bác sĩ tư vấn. Vâng, trường hợp này thì như vậy là cháu đã tiêm mũi 1, thì ở đến kia lúc 18 tháng là cháu sốt chưa tiêm. Thế bây giờ sau đây thì như vậy là tiếp tục khuyên, khi mà sức khỏe cháu ổn định thì tiếp tục đến cái cơ sở y tế được tiêm mũi 2, và đó là chỉ định tốt. Vâng ạ. Xin cảm ơn anh ạ. Và chúng tôi xin được tiếp tục kết nối với chị Giang ở Nghi Lộc ạ. Xin chào chị Giang ạ. Dạ dạ, em chào chị ạ. Vâng. Chị ơi, chị trao đổi đi ạ. Dạ chị, em muốn hỏi là cái bé nhà em á, thì hiện tại là bây giờ đang điều trị ở bệnh viện Nghi Lộc, nhưng mà ở trong phòng có một bé, mẹ con của bé nhà đó bị sởi. Hiện tại thì cũng điều trị được mấy ngày đó rồi, nhưng giờ họ chuyển sang bên phòng khác, mà bé em thì ở chung phòng cái gì đó. Mà bé nhà em năm nay 3 tháng tuổi rồi, tiêm phòng sởi đầy đủ rồi ạ, nhưng mà em cứ lo là không biết bé có bị thấy sởi không ạ. Bác sĩ Sơn tư vấn vấn đề này. Khả năng lây sởi của cái đứa trẻ mới bị mắc sởi như chúng ta biết đấy, nó lây mạnh nhất là trước lúc giai đoạn chưa phát ban khoảng 3-4 ngày, sau lúc phát ban 1 ngày và thường 6-4 ngày rồi thì không có khả năng lây nữa. Tuy vậy thì con chỉ được tiêm phòng 2 mũi rồi thì khả năng lây sởi là rất ít. Dạ vâng ạ. Dạ. Em cảm ơn bác sĩ, em cũng lo. Vâng. Vâng. Thấy bé em là giờ hiện tại là điều trị viêm phổi á. Vâng. Nhưng mà ở chung phòng em cũng lo lắm. Vâng, xin cảm ơn chị đã gọi điện về cho chương trình ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ đã tư vấn, và chúng tôi xin được tiếp tục dành thời gian để kết nối với anh Sơn ở Quỳ Hợp ạ. Xin chào anh Sơn ạ. Vâng ạ. Anh ơi, anh vâng. Thời gian không còn nhiều, anh trao đổi ngay luôn đi ạ. Vâng. Vâng, 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 vâng. Xin chào bác sĩ ạ. Tôi là Hoàng Minh Sơn ở Quỳ Hợp ạ. Vâng, anh thắc mắc gì anh nói vâng, đi ạ. Vâng, cháu là năm nay 4 tuổi rưỡi rồi ạ. Mà cháu tiêm 2 mũi vaccine tại Quỳ Hợp rồi ạ. Anh nói tiếp đi ạ. Mà cháu bị tiêm 2 mũi vaccine tại Quỳ Hợp rồi, bây giờ cháu vẫn sốt và sốt cao, và bây giờ nó nổi sởi khắp người và được khoảng 4-5 ngày rồi, mà bây giờ cháu sốt cao và ho ạ. Vâng, bác sĩ tư vấn cho anh đi, bác sĩ Sơn. Thế tôi muốn hỏi cháu là tiêm vaccine 2 mũi chống sởi rồi mà nó vẫn bị thế nào ạ? Như chúng ta đã biết rồi, sởi thì kể cả tiêm 2 mũi nó chỉ được là, tức là 100 người khoảng 95 người, tức là không bị, còn 5 người nữa khả năng vẫn bị mắc sởi. Con anh trong thời gian sởi mới bị 5 ngày nó đang sốt là điều đương nhiên,
chỉ trừ trường hợp sau lúc nó đã nổi ban hết rồi ở đỉnh chân mà nó bay ở trên đầu rồi mà nó sốt mới đáng ngại, chứ còn rửa thì nó trong quá trình toàn phát nó sốt là điều đương nhiên. Anh cố gắng theo dõi và chăm sóc trẻ, cho trẻ uống cho ăn uống đủ cái chất và uống hạ sốt thường 4 đến 6 tiếng một lần, theo dõi được cái biến chứng cháu có bị nặng hay không để đưa đến cơ sở y tế gần nhất để thể chăm sóc, theo dõi, giúp đỡ và tư vấn cho anh. Vâng ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn anh đã gọi điện về cho chương trình ạ. À, đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết và chúng tôi xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An và bác sĩ Nguyễn Văn Sơn, trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tham gia cùng chúng tôi trong chương trình này. Quý vị có thể xem lại chương trình vào lúc 14h15 chiều thứ hai tuần sau trên sóng truyền hình NTV và nghe lại chương trình vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật hoặc 7 giờ sáng thứ năm tuần sau trên sóng FM tần số 99.6MHz. À, quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website truyenhinhnghean.vn hoặc radiovietnam.vn. Trong chương mục sức khỏe của bạn tuần sau, chúng tôi sẽ tư vấn về chủ đề phòng và điều trị bệnh thận. Quý vị có thể gửi những câu hỏi thắc mắc liên quan đến chủ đề này qua đường bưu điện về địa chỉ chương mục sức khỏe của bạn, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, hoặc email sức khỏe của bạn ntva@gmail.com. Quý vị có thể gọi điện thoại đăng ký tư vấn vào số 0386262999. Xin được cảm ơn công ty cổ phần dược phẩm OPC đã tài trợ cho chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.